Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương đã có buổi tiếp ông Alexander Anilai, đồng chủ tịch Đảng Lao động Thụy Sĩ và các thành viên của ban lãnh đạo của Đảng. Tại buổi tiếp, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ, và trao đổi về những biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân chúc mừng Đảng Lao động Thụy Sĩ đã tổ chức thành công đại hội toàn quốc, bày tỏ cảm ơn đảng bạn luôn đoàn kết ủng hộ Việt Nam trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển tốt đẹp. Đồng chí đề nghị Đảng Lao động Thụy Sĩ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ và tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng. Ông Alexandre Eniline và các thành viên trong đoàn khẳng định Đảng Lao động Thụy Sĩ hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ khâm phục trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ. Hai bên thống nhất triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, toàn tỉnh Long An có 167.662 trẻ trong độ tuổi từ 12 tới 17 tuổi. Thời điểm hiện tại, Long An đã có kế hoạch phân bổ vaccine Pfizer tiêm mũi 1 cho hơn 127.000 trẻ. Và ngay sau khi được phân bổ vaccine, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em. Thời điểm hiện tại, các địa phương đã tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ lớp 6 đến lớp 12 và tổ chức tiêm cuốn chiếu tại các cơ sở giáo dục. Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn, việc tiêm chủng được thực hiện đúng các hướng dẫn theo quy định. Trong thời gian tới, Long An chờ phân bổ để hoàn thành công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 391.000 người từ 3 cho tới 17 tuổi trên địa bàn. Ngày 27 tháng 11, tại huyện Phước Long và thị xã Giá Rai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã làm lễ tiếp nhận phòng xét nghiệm RT-PCR và trang thiết bị y tế do Bệnh viện Chợ Rẫy vận động các mạnh thường quân tài trợ cho Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai và huyện Phước Long. Theo lãnh đạo của Bệnh viện Chợ Rẫy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Bạc Liêu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã vận động các mạnh thường quân, trong đó có Thái Thịnh và Friend, tài trợ cho tỉnh Bạc Liêu 2 phòng xét nghiệm RT-PCR, 3 máy điện tim, 5.000 khẩu trang N95, 1.000 tấm chắn giọt bắn và một số nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, tính tới thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 60.000 F0 đang cách ly điều trị tại nhà. Với tình hình số F0 đang gia tăng trở lại trong những ngày gần đây, việc củng cố hệ thống y tế được thành phố Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu để có thể kịp thời chăm sóc điều trị F0. Nhằm hỗ trợ và chăm sóc cho F0 đang điều trị tại nhà, giảm áp lực cho y tế tuyến trên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng mô hình tổ y tế lưu động khu phố. Đây là mô hình duy nhất và lần đầu tiên được áp dụng tại khu phố của thành phố Hồ Chí Minh để giúp hạn chế thấp nhất số ca chuyển biến nặng và tử vong. Dạ, chị ơi, nhà mà em nhận được thông tin đó là nhà mình có ca F0 á, làm sao chị khai báo lại giúp em ấy. Dạ là mỗi ngày, chị Lê Thị Thúy, nhân viên y tế, thành viên tổ y tế lưu động khu phố 2, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, lại túc trực bên chiếc điện thoại của mình để kịp thời hỗ trợ những trường hợp F0 trong khu phố gọi đến. Sau khi nắm thông tin F0, chị Thúy nhanh chóng thông báo đến các thành viên trong tổ. Các thành viên nhanh chóng phân công nhiệm vụ, trực tiếp xuống tận nhà F0 để hỗ trợ. Sau khi mà xuống mà tiếp xúc mà phát thuốc với tất cả các F0, thì trạm y tế cũng có hướng dẫn là các F0 mà đang điều trị tại nhà thì là mình phải trang bị những cái gì, giống như là cái cơ số mà cơ bản mà để cho F0 mà điều trị tại nhà. Mô hình tổ y tế lưu động khu phố này là mô hình mới kế thừa hoạt động từ tổ COVID cộng đồng, trạm y tế lưu động. Tổ y tế lưu động khu phố được thành lập từ các lực lượng tại chỗ của khu phố, ban điều hành khu phố, trạm y tế, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên. Tổ y tế có chức năng tiếp nhận thông tin, tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà và chăm lo an sinh cho người dân khu phố. Ở đây tôi có tất cả các cái điện thoại của các hộ trong cái khu phố này. Khi đó hộ đã bị, chúng tôi có cái số điện thoại ở hộ đó và chúng tôi sẽ gọi ngay đến ai trong gia đình bao nhiêu người và ai bị
và đã được xử lý như thế nào. Thành phố Thủ Đức là địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mô hình đưa y tế đến tận tổ khu phố để kịp thời hỗ trợ F0. 202 tổ y tế lưu động trên 199 khu phố hiện đang quản lý, chăm sóc, điều trị cho 13.198 ca F0, qua đó giúp địa phương kiểm soát dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số ca chuyển nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Khi thành lập như vậy thì trong công tác quản lý nó sẽ dễ dàng và nó ở tại khu phố cũng nắm bắt được những cái trường hợp mà có F0 cần hỗ trợ, cần tư vấn về lĩnh vực y tế là chúng tôi tư vấn ngay và nó mang tính chất nó hiệu quả. Cũng giảm tải được cho ở tuyến trên về số lượng F0 mà chúng ta phải tập trung để mà điều trị đó. Mô hình tổ y tế lưu động khu phố là một trong những mô hình phù hợp với tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và cần được nhân rộng để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế cơ sở hiện hữu, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất số ca chuyển nặng, phát hiện sớm và kịp thời chuyển bệnh nhân đến cơ sở thu dung phù hợp, đặc biệt không để xảy ra trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong tại nhà. Thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho thành phần kinh tế này, các địa phương đã triển khai các biện pháp hỗ trợ, từng bước giúp các hợp tác xã khôi phục và ổn định sản xuất. Cửa hàng này là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mặc dù mới triển khai, nhưng các mặt hàng như gạo hữu cơ, rau sạch, nấm, rong biển, trứng gà được tiêu thụ khá mạnh. Cũng mới khai trương được khoảng tầm 10 ngày nhưng mức tiêu thụ cũng ở mức khá, đặc biệt là trứng cút, trứng gà của Hòa Bắc và gạo hữu cơ của Hòa Phước là được người dùng tin tưởng và quan tâm. Không những được hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm, các hợp tác xã trên địa bàn Đà Nẵng còn được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chính sách để khôi phục sản xuất. Nhờ đó, hoạt động của hợp tác xã sản xuất nấm này đã ổn định trở lại sau một thời gian dài phải tạm nghỉ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiện nay thì cái thu nhập của người xã thành viên để làm từng trang trại và kể cả tại chỗ ở đây thì cũng người lao động thì nó nằm trong cái tầm là 6 triệu 7 đến 8 triệu. Cho nên cũng ổn định đời sống cho bà con. Ngày xưa là mình cho vay theo cái đơn vị là tập thể, nhưng mà được bây giờ là mở rộng là cá nhân là có thể vay được cái chính sách của liên minh về tài chính là có thể vay được cá nhân. Trước mắt là mình thấy là đang tạo điều kiện hết sức để cho nông dân bà con là có thể khôi phục lại sản xuất. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ chuyển đổi mô hình, tạo điều kiện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi là những giải pháp đang được Liên minh Hợp tác xã Đà Nẵng triển khai nhằm gỡ khó cho kinh tế hợp tác trên địa bàn trước ảnh hưởng COVID-19. Hỗ trợ các hợp tác xã trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, cùng với đó thì xúc tiến thương mại và hỗ trợ cho các hợp tác xã trong việc làm duy trì cái tên miền trên trang web để mà hỗ trợ các hợp tác xã quảng bá, giới thiệu những hoạt động dịch vụ của mình. Trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 thì những biện pháp hỗ trợ sản xuất cho các hợp tác xã trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết, bởi không chỉ giúp thành phần kinh tế này khôi phục sản xuất mà còn góp phần đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho thị trường Tết trong thời gian tới. Thưa quý vị, vừa qua trên địa bàn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ việc một xe hợp đồng đưa đón học sinh bị văng cửa khiến cho hai học sinh thương vong. Và ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị chức năng có liên quan đang tích cực điều tra và làm rõ nguyên nhân, siết chặt hoạt động của loại hình xe hợp đồng đưa đón học sinh. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã, em Tòng Thị Nhi là học sinh trường trung học cơ sở Trường Sơ đang được các y bác sĩ điều trị. Mặc dù may mắn thoát chết và bị chấn thương nhẹ, tuy nhiên, em và người thân trong gia đình vẫn chưa hết cơn bàng hoàng. Trên chuyến xe ô tô mang biển kiểm soát 26B00701 ngày 22 tháng 11 có 19 học sinh. Em Nhi và một học sinh khác bị văng xuống đường. Bạn của Nhi là LTU đã tử vong tại chỗ. Bác là không cho cháu đi ô tô được. Đầu năm là đi xe ô tô cũng an toàn hơn con là vì thế này bọn em rượt lắm, sợ lắm. Vụ tai nạn đáng tiếc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 11 tại quốc lộ 12, thuộc địa phận Bản Mâm, xã Trường Sơ. Qua xác minh ban đầu, tài xế Lò Văn Sịch chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển. Xe chở quá số người quy định. Ngoài ra phương tiện này đã được sử dụng 16 năm. Mặc dù xe còn hạn kiểm định, nhưng dư luận băn khoăn về chất lượng của xe cũng như công tác kiểm định. Nếu mà đánh giá kiểm định mà đạt hay không thì đúng là tại thời điểm. Hiện nay thì cũng nói là theo quy định mà. Thì tức là khi chúng tôi mà kiểm định xong
tất cả hạng mục đạt thì chúng tôi mới được phép cấp tổng hợp lại kết quả thì mới được cấp giấy lưu hành. Chỉ là xe này thì 3 tháng nhưng mà tại thời điểm mà đến ngày xe bị xảy ra tai nạn là 2 tháng 13 ngày. Qua rà soát của huyện Sông Mã, trên địa bàn hiện có 23 phương tiện xe khách hợp đồng vận chuyển học sinh hoạt động. Các phương tiện này đều còn hạn kiểm định, an toàn khí thải và bảo vệ môi trường theo quy định. Tiến hành rà soát các phương tiện xe hợp đồng, đặc biệt là phương tiện chở học sinh trên địa bàn toàn huyện. Qua đó thì chúng tôi đã tuyên truyền tới các lái xe và các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn và cho ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, hiện tỉnh Sơn La có 13 đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, trong đó có 92 phương tiện vận chuyển học sinh. Thời gian qua, ngành giao thông đã thường xuyên tuyên truyền các quy định của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải đến các doanh nghiệp, lái xe. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật của một số đơn vị vận tải, lái xe chưa cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát lại toàn bộ các cái nội dung của đơn vị, đặc biệt là trong loại hình hợp đồng vận chuyển học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời cũng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo đến các trường thuộc quyền quản lý kiểm tra nội dung đối với các loại hình phương tiện hợp đồng học sinh đối với trường của mình. Có thể thấy việc quản lý các phương tiện đưa đón học sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La khiến một học sinh tử vong là hồi chuông cảnh báo để các cơ quan chức năng siết chặt hơn nữa hoạt động của loại hình xe hợp đồng đưa đón học sinh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của Truyền hình Thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.